nhá. Đoàn lại bắt đầu tiếp tục di chuyển đi sang cầu Kính, Mộc Châu, cầu Kính, Bạch Long. Bạch Long đấy, dài nhất Đông Nam Á. Đấy, cầu Kính Bạch Long nhá. Cho ra các anh em ở nhà xem nhá. Không đi được trời mưa, đây là anh nhiệt tình lắm mà đi mưa để quay cho các đồng chí anh em ở nhà xem nhá. Xem mà lần sau đi nhá. Đây anh em ở nhà nhớ thả chim thả lai. Thả chim thả lai nhiều vào. Đây đang livestream cho anh em ở nhà nhá. Đấy, bắt đầu leo lên đường, đang đi lên đường lên cầu Kính. Chiền khừa. Tuy nhiên vào đây nó ù nhỉ. Không phải đi bên này. Ui giời ơi, còn lâu mới về tới nhà. Bây giờ vẫn đang ở Mộc Châu, bây giờ chuẩn bị leo cầu Kính này, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy khe thung lũng cầu Kính kìa kìa. Đây. Đang bắt đầu di chuyển đến cầu Kính nhá. Em thì lúc nào chẳng còn nguyên. Thái thì là chẳng còn nguyên. Đây, cầu Kính đây, tiết đằng kia kìa nhỉ. Đấy. Cầu Kính thì đi ngõ khe. Bãi trưởng nhỉ, ôi trời, bãi trưởng bình thường. Đấy, mua vé, mua vé xe. Ôi. Chưa biết được, cứ đi đã. Chưa biết bao giờ về. Đi bao giờ hết tiền thì về. Chồng gọi về thì về. Bây giờ chồng bảo cứ đi là đi. Em ở nhà em có đứa nào đến đâu mày bảo chị nhá. Leo ve đến cổng là mày bảo. Đẹp không? Ngắm đi, cho ngắm nhá. Đấy, sướng thế, không được đi cũng được ngắm. Cậu cứ mày mang lửa cân thịt bò, thịt chó vào mày trông được hết. Rượu có sẵn rồi. Cứ là tối nào cậu cũng mang mẹ lửa cân thịt bò vào đấy. Không có thịt chó. Đi bộ lên à? Không, đi bộ sao được, xa này đi tuyết đằng kia còn còn vòng thôi mà. Kia em nhìn thấy. Kia chú bé. Tầm nó bậc, người cao cái kia sao đi bộ được đây. Ơ. À là. Tắt đèn vào đi cho nó. Đúng rồi, tắt đi. Tắt cho nó lấy đà. Ấy, cậu Kính tiếp bên kia kìa, nhìn thấy không? Đấy. Bây giờ mới leo trên này lên. Lên đây mới thấy nhỉ? Rồi, đang leo lên đấy. Các đồng chí chuẩn bị tinh thần.